nhanh lên, phải báo cho thằng Núp biết mới được. Nhanh lên, phải báo cho thằng Núp biết mới được. Núp ơi, Núp, Núp ơi. Trời ơi, nhanh lên. Rồi nó mà biết cái tin này là nó sẽ vui lắm đây. Nhanh lên. Núp ơi, mày có nhà không Núp? Đó rồi ta, đừng nói nó đi Tết nữa nha. Thằng này đâu rồi? Núp ơi, Núp, có nhà không vậy? Có nhà không? Ủa, sao nó không thấy nó trong nhà? Ủa, nó đâu ta? Hay mình vô cái nhà bí mật đó, nó tặng cho mình cái. Không biết nó có trong đó không ta? Ơi, mình mà báo cái tin này là chắc chắn nó sẽ vui lắm đây. Ha ha. Núp ơi. Khoan. Vô, giờ phải muốn vô căn nhà này là phải nè. Ý tên nó kìa. Thấy tên nó rồi. À, mày ở trong nhà đúng không? Ok, nhanh lên. Trời ơi, cái tin này mà thằng Núp nó biết được là chắc chắn nó sẽ vui lắm. Vô lẹ. Núp ơi, Núp. Ở đâu rồi? Ủa, tên đâu ta? Tên nó dưới đây. Ok. Đi, nhanh lên. Núp ơi, Núp. Mày đâu rồi? Núp ơi, Núp đâu rồi? Nhanh lên. Ủa, phải Núp không? Ủa, ai đây? Sao? Ai vậy ta? Sao nhìn... Ủa, ai mặc áo dài ghê vậy? Ủa, phải Núp không vậy? Núp. Wow, thằng Núp kìa. Wow, nó mặc áo dài luôn. Vãi thanh niên. Mặc áo dài luôn kìa. Wow, ơi Núp. Ờ, à, Núp, áo dài đâu đẹp vậy? Iceland. Ủa, sao anh mặc áo dài giống em luôn hả? Ý, hai anh em mình mặc áo dài giống nhau nè. Áo dài này là em được người ta tặng, Mai tặng rồi đó. Ủa, anh ơi, qua đây lì xì cho em đi. Năm mới rồi, chúc anh lên năm mới thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Lì xì cho em đi. Ủa quên, anh lì xì cho em rồi mà. Ủa vậy cuối cùng anh qua đây là có làm cái gì ta? Vậy anh qua đây em làm cái gì? Núp ơi, tình khẩn cấp. Nhìn anh nè, nói cho nghe. Núp, tình khẩn cấp, biết gì chưa? Mày có biết gì chưa? Sao không thấy mày trả lời? Ờ quên, mình chưa nói sao nó biết. Đó là hả? Ở gần nhà anh có một cái ông hàng xóm á, biết không? Biết cái ông hàng xóm đâu? À biết hả? Ừ, cái ông hàng xóm đó bữa nay tự nhiên hả, ổng ra đường, ổng lì xì cho rất là nhiều người, cho nên là anh lật đật qua đây liền, kêu Núp qua là chạy qua là bánh liền để kiếm tiền lì xì. Nhanh lên, anh sáng mới được ổng lì xì cờ, nhanh lên đi Núp. Sao anh? Cái ông hàng xóm gần nhà anh hả? Em biết ông đó. Ủa, vậy là ổng đang lì xì hả? Vậy thôi, cảm ơn anh đã báo cho em nha. Bây giờ em sẽ chạy nhanh qua nhà anh, để qua bên nhà ổng lấy tiền lì xì. Anh đứng đây đợi em tới nhà em đi về liền. Đi. Bye bye anh. Em đi nha. Lấy tiền lì xì. Nhanh lên. Lấy tiền lì xì thôi. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và mình là Slenderman đây. Và ngày hôm nay sẽ là một cái video cho Núp nhân dịp cái mùng 2 này, những bạn, nhân dịp Tết. Ok, và hồi nãy mình đã dụ nó qua nhà ông hàng xóm rồi. Và tất nhiên là ngày hôm nay mình sẽ cho thằng Núp, đó chính là cho nó bằng ông hàng xóm, cho nó biết thế nào là cho nha các bạn. Thì các bạn biết là ông hàng xóm nó khó tính, ổng khó tính như thế nào rồi. Và tí nữa thôi, nó qua nhà ổng là nó sẽ chết chắc. Và nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên là dừng video lại, like một cái để ủng hộ mình. Và để cho mình biết các bạn chính là fan chân chính của mình. Và đừng quên là đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ mình nha các bạn. Và hãy nhớ là gọi là xem hết video, xem hết quảng cáo, bấm quảng cáo để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào xem thằng Núp nó bị cho như thế nào nha các bạn. Các bạn ơi, hiện tại là tôi đang ở nhà ông hàng xóm, cái ông mà gần nhà của anh Landerman á. Bây giờ á, tôi sẽ ra tìm ổng để được ổng lì xì. Tại anh Landerman kêu là ổng đang lì, ổng có lì xì cho mọi người, cho nên là phải nhanh chóng qua đây để nhận tiền lì xì. Và bây giờ tôi phải ra ngoài kiếm ổng thôi. Ra ngoài kiếm ổng. Ổng đâu rồi ta? Chú hàng xóm ơi. Chú ơi, chú có nhà không? Ô, chú hàng xóm. Chú lì xì cho con ơi chú. Chú ơi, chú có lì xì cho con không? Chú. Ôi, chú không lì xì cho con mà chú làm gì vậy? Ôi, ông bị cái gì vậy trời? Ủa, sao kỳ vậy? Sao ông không lì xì cho mình mà ông đánh được luôn? Rồi cái gì vậy ta? Không biết là chuyện gì đi xem. Ồ, đây có cái bảng gì vậy? Nhiệm vụ đi tìm chìa khóa thoát ra khỏi căn nhà, chú Núp thành công. Rồi, mình đã bị Iceland John rồi. Thiệt tình, Iceland. Ôi, năm mới rồi đi anh cho nè. Vậy mà mình mới tặng cho ảnh căn nhà bí mật. Thiệt tình, thôi mình sẽ không để anh cho anh đâu. Ha ha, được rồi. Ở đây từ, để coi ổng đang ở đâu cái đã. Ông hàng xóm, ông đang ở đâu?
ông rồi đâu ta, ông rồi ta, không thấy ông đâu hết, không thấy ông đâu hết. Quay ngon, quay cái gì vậy? Ui, cái gì vậy? Sao mà tùm lum quái vật gì hết vậy? Ôi, ông hàng xóm ổng đâu rồi? Hay quá. Rồi, né ông ra đi. Ui, chết rồi, bây giờ mà mình muốn tìm cái chỗ nào đó để mình trốn thì cũng... Ôi, tìm chìa khóa đâu ta? Để từ từ, cố gắng đi tìm chìa khóa cái đã. Đi tìm chìa khóa. Ôi, từ từ, đóng cửa lại, gặp ông hàng xóm là sao? Đóng cửa lại. Ui, sao tự nhiên có mấy con quái vật ở trong đây nữa là sao ta? Để từ từ, đi tìm chìa khóa cái. Chìa khóa. Ôi anh Stan ơi, Tết rồi mà anh còn hại em nữa, thiệt tình luôn á. Chìa khóa ơi, mày ở đâu rồi, ra đây đi. Chìa khóa ơi. Trời ơi, bây giờ mà tìm chìa khóa thì biết ở đâu đây? Ủa cái gì đây? Garador Keycard. Là một cái gara. Và mình phải cần cái chìa khóa cái này vô đây làm gì ta? Wow. Ôi, mình tàng hình rồi nè. Wow, hay vậy. Vô đây là tàng hình, đổ da, biết rồi nha. Tôi đã biết rồi nha, tôi không có sợ nữa đâu. Tôi vô tàng hình nè, ông làm gì tìm được tôi? Ông tuổi gì? Sao, ở đây là phòng tắm à? Ôi trời ơi, giờ làm sao bây giờ đây? Không có cái gì hết. Bây giờ tìm chìa khóa, phải tìm chìa khóa mới được. Tìm chìa khóa thôi. Ui, ông hàng xóm kìa. Ôi cái này tàn hình thiệt kìa, ông đâu có thấy mình đâu. Liêu. Ông không có thấy được tôi đâu. Bây giờ tôi đang tìm chìa khóa nè, tôi đang đi trong nhà ông nè. Ha, tưởng ông liền xì cho tôi, ai ngờ ông đánh tôi. Thiệt tình, mình bị anh Lan lừa rồi. Thì ra là ông này ông khó tính lắm, ông gặp ai cũng đánh hết. Hỏi sao mà ông liền xì. Ôi, ở chỗ này có chỗ nè. Ui, có cái rừng. Ô, gara kia kẹt là chỗ hồi nãy. Nhanh lên, gara kia kẹt. Nhanh lên, ông hàng xóm không thấy mình đâu. Hàng xóm cái gì mà hàng xóm? Hàng xóm của Lenderman thôi chứ mình có biết ông là ai đâu. Gara kia kẹt ở đâu? Chỗ nào quên rồi ta? À đây. Gara, đây. Pim, yeah. Vào. Ô, rừng quá trời nè, bây giờ sao? Chìa khóa hả? Hay là kiếm chìa khóa đây? Ôi, có cái gì đây? Ôi, nó... Bây giờ phải làm sao đây? Kiếm chìa khóa không có. Oh no! Rồi phải làm sao? Cái này là cái gì? Cái nút nè. Để mình lấy cái này coi. Ôi, cái nút này là sao ta? Cái gì? Từ. Cái nút này nó không để tên. Sao mình biết được cái nút này là sao? Phá mấy cái rương này coi. Nó có gì không? Chuyện gì vậy trời ơi, Tết nhất rồi mình phải... Thì mình bị nhốt nhà ông này luôn chứ. Nhờ quá đi thôi. Phá nãy giờ mà không thấy cái rương là có đồ hết á. Ê! Cái này giống cái mở cửa vậy? Phải không? Maximum Keycard, yeah. Vậy là giấu được cái rương này. Thiệt tình là mình không thấy đâu hết. Bây giờ phải làm sao đây, lỡ mình ra bên đầu ai hàng xóm nữa sao ta? Maximum Keycard là ở đâu? Maximum Keycard. Ở đâu ta? Lỡ mình ra gọi thì sớm nữa là sao? Ôi, ông kia. Đừng ông ơi. Ôi, hết hồn. Bị cắt rồi. Đi vô đây. Ha. Oh yeah. Ngon lành. Đi. Iceland, anh hại em nha, em mới tặng cho anh được một cái căn nhà bí mật, bây giờ anh hại em. Ý, ông không thấy tôi đâu, tôi đã có cách này rồi. Liêu. Bác sĩ mình là ở đâu? Ủa, đây có rương nè. Ở đây có rương quá trời luôn. Mở rương. Ủa, có cái cây rìu. Yeah, đóng cửa lại. Để ông vô, ông thấy mình. Có một cây rìu. Ha, em sẽ không có bị anh John đâu anh Len ơi. Ha. Rồi, bây giờ làm sao đây, có cây rìu để làm gì đây? Ơi, có khi nào ở trong cái rương này đâu? Nó có chìa khóa đâu không ta? Mình không biết được á. Phải tìm kỹ thì mới được. Phải tìm thiệt kỹ. Mở. Đây nữa. Ôi, không có cái gì hết. Không có. Đây đâu có cái gì đâu. Không có cái gì hết. Trời ơi, là sao? Hay mình lấy cái này, mình đặt thử cái này coi. Lỡ nó giấu giống hồi nãy kìa sao? Có không?
không khó gì hết, đập tiếp vô. Ha ha, anh không có cho anh em được đâu anh Len ơi. Ha ha, không có gì hết vậy ta. Ủa, cái này đâu có gì đâu. Vậy là chỗ này thôi, cái này không, mấy cái đường này không có đồ rồi, không có gì khóa rồi. Thôi đi lẹ. Ui, ông hàng sớm, ông tha cho con đi ông ơi. Con có làm gì ông đâu. Bác xin mình, ôi trên này có một thang nữa nè. Có chìa khóa không? Basement key, ơi cái này có cái bedroom key card. Vậy basement đâu, ở đâu ta? Mệt quá, ôi sớm, ông bị khùng hay sao vậy? Con qua con chúc Tết ông đi, con lấy tiền lì xì mà sao ông dí ông đánh con hoài vậy ông? Ông bị khùng mà không biết ông muốn ngoài không hả? Rồi ông không có. Ừ, bây giờ mình phải tìm được cái chỗ basement là cái gì mình cũng không biết, nhưng mà mình phải tìm được thôi. Ui, ông kìa, ui, ông ơi, ấy nha. Ui, ông ơi, ông làm nhiều lắm con. Ui, ông kìa, wow, chạy, ông cười lại. Oh no, chạy. Ôi, bác sĩ mình ở đâu? Bác sĩ mình hồi nãy hình như mình nhớ là ở đâu rồi. Ui, ông ơi, no, ông ơi, ông đừng, ông ơi. Ôi, hên quá, mình tàn hình rồi. Ui, mình tàn hình rồi. Cái ông quỷ hàng xóm này, ông ở đâu rồi ta? Kẹo chơi, lão ông này khỉ. Bác sĩ mình kêu quá, đây nè. Bác sĩ mình kêu quá, mở. Uầy, cái con này nó nổ. Đừng có nổ. Oh yeah, wow, nguy hiểm. Bác sĩ mình kêu chạy, vô. Cái gì đấy? Ai chịu quá. Ôi là mình đập cái này hả? Khả là mình... Ê, từ. Ôi có con nhện. Ôi có con gì nữa kìa. Ui đừng. Ai là cái nào? À wooden ace. Là cái này đập rồi đúng không? Ờ thử đập coi. Còn có gì trong đó không? Ui. Order room key card. Ôi mình cầm một cái chìa khóa tên là order. Đây là mày là qua đây được đâu? Mày hả? Mày, tao còn cho được ông hàng xóm nữa, tao sợ mày à. Ui, ông hàng xóm đâu ai nữa vậy? À, ông ở đâu vậy? Sao lại có một ông hàng xóm ở đây nữa? Ui, ông này ông phân, ông đi xuống đây nhanh vậy, hồi nãy mình mới đây mà. Ừ, từ. Ui, ông chạy. Ông mới chạy ngang qua mặt mình. Bây giờ phải làm sao đây? Nhìn lên. Ông chạy. Ê, ông ở đâu vậy ông? Ông hàng xóm, ông ở đâu vậy? Ui, đừng ông ơi. Cơm hàng xóm rồi ta, ổng rồi ta. Ui, ổng đi rồi. Hình quá. Hấp lại. Hi, trời ổng làm mình hết hồn. Mở mấy cửa này ra để mình biết mình còn đi vô đâu nữa. Ui, sao đây nhiều phòng quá vậy? Ủa gì đẹp. Một ngôi mộ. Hoa nè, cái này có hoa nè. Cắm vô. Không được. Ui, đây có một ngôi mộ kìa. Ui, sao nhà không kỳ vậy? Sao nhà không có mộ nữa? Ừ, ở đây là cái gì? Tìm rương đó hả? Tìm chìa khóa nữa quá. Chắc là vậy rồi. Chúng ta cởi nó tìm đại đi. Biết đâu được mình tìm được một cái chìa khóa nào sao? Ui, mình thấy mình tìm mình có thấy quá gì đâu. Ui. Không có chìa khóa. Không. Ủa. Không có luôn. Ui. Order room, yes. Order room. Nhanh lên. Chạy nhanh lên. Ui. Order room ở đâu? Là hồi nãy mình à đây. Order room là chỗ nào ta? Ủa mình quên mất tiêu rồi. Ở đây có một cái chỗ nữa. Ui đây phòng tắm. Sao nhà ông này nhiều phòng tắm vậy? Ui order room bên đây nè. Từ bây giờ mình gặp ổng á. Ui order room đúng không? Order room yes. Lắm. Mở cửa. Một cái key. Ui Key này là sao? Là sao? Hồi nãy hình như mình gặp một cái. Ơi quay từ. Để mình đi khám phá mấy cái phòng này coi. Ông này ổng sao vậy ta? Sao nhà ổng có cái gì nó rất là lạ. Nó rất là ghê. Nó không có giống như nhà bình thường. Sao nhà ổng có mộ này nọ. Ui, hay là mình phát hiện một cái gì nè. Ui, đông luôn.
Ui, được quá. Hay là ông giết người ta. Thôi. Còn mấy cái này là cái gì? Ê, mình có cái nút nè. Mình mở cái này ra. Mình mở cái này ra coi có gì không. Ui, cái này không có gì hết, đang xì lì à. Là sao? Ui, mình bấm cái nút ở đâu rồi? Thôi. Thôi bây giờ khi mình có một cái key rồi, là cái chìa khóa. Cái chìa khóa này ở đâu? Đâu ta? Hay là cái cửa hồi nãy? Đúng rồi. Cái cửa hồi nãy phải không? Từ từ, để đi kiếm từ. Từ, lỡ ra gặp ổng sao? Ổng đâu rồi? Ông hàng sớm, từ. Núp. Có cái key này rồi. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm cái phòng nào để gắn cái chìa khóa này vào chứ. Ui, cái gì? Ui, quái vật. Ôi, mày tha cho tao đi bà, đừng có đến tao nữa. Mày ơi, tha cho tao đi. Tha cho tao đi, no. Chạy. Nhanh lên. Mày đánh tao hả? Tao nhốt mày trong đó luôn. Bây giờ là ở đâu ta? Ở đâu? Khi là ở đâu? Tuyệt tình luôn á. Ui, ông hàng sớm. Đừng ông ơi. Uầy, đừng, đóng cửa lại, đừng chút. Ui, sao mày đâu? Ui, cháy nhà kìa, ui, ông này sớm. Uầy, ông này ông điên rồi. Ui, hai bạn sớm không? Ui, là sao? Ui, ông thấy mày. Khi đi với, đây nè, chạy, ông ơi, ông hai cho con. Ui, hai bạn sớm đánh nhau cháy nhà luôn kìa. Ui, cháy nhà luôn kìa. Cháy nhà không luôn rồi. Ôi, ông bị cháy nhà kìa. Thôi. Đây là đâu? Cái gì đây? Cái gì? Chúc mừng Núp đã hoàn thành thử thách. Năm mới chúc Núp nhiều sức khỏe. Thương anh Len nhiều hơn nữa. Đặc biệt, bớt ngu đi tí. Vãi. Sao anh nói em ngu? Lì xì cho Núp hoàn sớm thôi. Thôi. Anh ơi, thì ra là anh cho mình ông lì, ảnh lì xe cho mình ông hàng sớm nữa chứ. Ôi, nhà bị cháy kìa. Cháy nhà hàng sớm rồi. Ôi, ông hàng sớm kìa. Ngu người hai ông hàng sớm. Thôi. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Và mình đã cho anh thằng Núp chơi bằng cái ông hàng sớm trong cái mùng 2 Tết này. Rất là vui luôn các bạn. Nhưng mà có một cái là thằng Núp vãi thiệt. Không biết nó làm bằng cách nào mà ông hàng xóm ổng đốt nhà luôn, phải thật chứ. Công nhận lúc này nó hay rồi các bạn. Ok, và nếu các bạn thích video thì hãy nhớ là xem hết video, xem hết quảng cáo, bấm vào quảng cáo ủng hộ mình. Còn nếu mà bạn nào không xem hết quảng cáo thì chỉ cần bấm vào quảng cáo ủng hộ mình được. Và nhớ là đăng ký kênh và chia sẻ video và like video nha các bạn. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nha. Bye bye.